Chào lại từ đầu. Chiều hôm nay chúng ta giải đáp các thông tin về sản phẩm, nó khác với cái việc là chúng ta đào tạo sản phẩm. Chị Na ơi, lưu lại luôn nhé chị Na. Dạ. Bây giờ cái đào tạo sản phẩm á, thì nó sẽ giống như thế này. Nó giống như là chúng ta sẽ học lần lượt từng sản phẩm. Còn giải đáp các thông tin về sản phẩm á, là các bạn đang muốn cụ thể giải đáp về tình huống nào. Ví dụ các bạn đang muốn dùng, bạn chưa biết lên đơn nào này, hoặc các bạn đang có những khách hàng người ta đang quan tâm, rồi các bạn đang muốn hỏi những câu liên quan đến chất lượng sản phẩm, liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, liên quan đến công dụng sản phẩm, thì Anna sẽ giải đáp hết. Bây giờ điều cần số 1 là các anh chị em người mới bật màn hình lên và đặt câu hỏi. Đầu tiên, trong lúc mọi người đặt màn hình lên thì mình sẽ đến với câu hỏi của chị Thanh Trúc trước ạ. Đúng ạ. Rồi. Để em đang bật mic cho chị Trúc vào trên. Được chưa Anna? Dạ được rồi chị. Chị có 3 câu hỏi về 3 sản phẩm. Thứ nhất là chị muốn tìm hiểu là cái tiền liệt tuyến Anna. Dạ. Thứ hai là cái sản phẩm đau dạ dày. Và sản phẩm thứ 3 là mồ hôi tay chân. Dạ. Ok. Các anh chị em khác có câu hỏi gì thì mình chuẩn bị nhá. Mình giải đáp trước này. Đầu tiên trước khi mà đến với cái phần đi vào chi tiết á, thì mình phải nhắc lại một chút. Hiện tại có 3 cái ngành khoa học mà cùng bảo vệ sức khỏe con người. Số 1 á là Tây y. Thứ hai là Đông y. Và cái số 3 á là khoa học về dinh dưỡng. Thế thì rõ ràng là cơ thể của chúng ta là được tạo ra bởi dinh dưỡng, đúng không ạ? Chúng ta được tạo ra bởi dinh dưỡng, chứ không phải là được tạo ra bởi những cái như là thuốc thang. Cho nên là sau khi mà xử lý những cái cấp tính xong thì chúng ta sẽ phải quay trở về kiểm tra xem là chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình như thế nào. Bởi vì cái việc mà tuần tự đều đặn hàng ngày chúng ta đưa vào người chúng ta những cái gì là rất là quan trọng. Đó. Thế thì cũng giống như là một cái nhà khi mà bị thủng một cái lỗ ở trên tường, cái thứ chúng ta dùng nguyên liệu vá, chúng ta sẽ dùng để chúng ta vá bằng gạch, bằng xi măng, chứ chúng ta không dùng rèm cửa để chúng ta vá. Cho nên là cái này mình phải hiểu là khi mà mình đã bị những cái triệu chứng bệnh này, nó do là mất cân đối, mất cân bằng trong một giai đoạn nào đó mà nó dẫn đến các cái triệu chứng bệnh. Và khi mà như vậy á, thì việc của mình sử dụng cái môn bộ môn khoa học nào để bảo vệ sức khỏe, thì mình sẽ phải nhớ hiểu cái quy luật, quy tắc của nó. Thì cái quy tắc của khoa học về dinh dưỡng trong bảo vệ sức khỏe là làm sao mà có thể cung cấp cho cơ thể những thứ cơ thể cần, giúp cơ thể có thể loại bỏ đi những cái chất mà gây hại, thế là được rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống tự sửa chữa của cơ thể, chứ chúng ta không có dùng những thứ như là những thứ như là bác sĩ khám, nhưng không dùng những cái thứ mà cụ thể như vậy. Thế thì bây giờ nhá, giả dụ này, bây giờ bị tất cả những cái bệnh ung thư mãn tính nói chung, thì chúng ta đều sẽ phải cho dùng, và tuyền liệt tuyến cũng thế, tức là những cái viêm này là những viêm mãn tính vì bị lâu năm rồi. Thì việc đầu tiên là mình phải biết là mình phải tìm cách để loại bỏ được những cái cặn đấy ra. Và khi loại bỏ những cái chất gây hại đấy ra cho cái tuyền liệt tuyến á, thì mình sẽ phải dùng một cái bộ sản phẩm đầy đủ thuộc về bộ thanh lọc. Là gồm có bộ 3 thanh lọc này, gồm có formula 4 và cái soft pen. À đó, có 3 món đấy. Sau đó rồi á thì mình phải hiểu là mình phải làm sao để cho các cái tế bào ở cái chỗ tiền liệt tuyến đấy nó phải hồi phục được. Thế nếu mà để hồi phục được á, số 1 là phải cung cấp đủ dưỡng chất cho nó. Cái số 2 là phải cung cấp những cái hoạt chất mà trẻ hóa để cho nó có cái khả năng mà nó hồi phục tái tạo lại. Giống như cái da mặt của mình ấy, để mà trông một cái da mặt trẻ thì cũng phải đắp cho nó những cái thứ mà tái tạo, uống vào người những thứ tái tạo. Thì bây giờ đối với cái tiền liệt tuyến nó cũng như vậy. Đó, và cuối cùng là cân bằng lại các hoạt động bên trong cơ thể, tìm hiểu xem là trước khi mà bị tiền liệt tuyến á, thì có còn bị cái gì nữa không. Mà từ cái đấy nó mất cân bằng, thường nó sẽ liên quan đến những cái thứ như là thận này, hoặc là một số những cái thứ thuộc về cái hệ tiết niệu, nó cũng rất là ảnh hưởng, hoặc là cái sức đề kháng của người nam giới cũng rất là ảnh hưởng. Thì ba của chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bố chị là 78 tuổi. Dạ vâng, trong trường hợp mà bác 78 tuổi rồi thì thay vì là chúng ta sẽ thanh lọc, thì bây giờ chúng ta phải làm cho bác khỏe lên đã.
bác khỏe lên đã bằng cách là dùng những cái dòng năng lượng. Sau khi đã dùng những cái dòng năng lượng rồi thì bắt đầu khoảng vài tháng sau khỏe rồi, bắt đầu mình mới lần lượt mình bổ sung từng món một liên quan đến dòng thanh lọc nhá. Từng món một chứ không phải giống như người trẻ, người trẻ là uống một lèo luôn. Còn đây là mình làm từng món một. Ở đây Anna sẽ chiếu cái file này lên. Và cái này cũng cảm ơn chị Kết đã làm rất là xinh đẹp. Đây để cho chị xem một chút này. Đây nhá. Em giới thiệu với chị luôn này. Dòng thanh lọc thì nó có các loại trà. Thế thì bây giờ á, ông thì nên cho ông uống cái trà mà trà nói thế nào nhỉ? Nếu mà uống cái trà nu là trà thanh cặp lọc cho gan thận mật, nó gần với trường hợp của ông hơn thì nó lại làm cho ông đi tiêu nhiều hơn bình thường một tí. Và cái giờ mà thải độc của cái phần mà của cái phần gan thận ý, thì nó lại hay là cái giờ mà tầm vào 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng thì sợ là nó sẽ hơi bị trục trặc. Cho nên bây giờ cứ để ông uống một cái trà là trà thải độc, là trà em đi, trà gan này này. Nó rất là nhẹ nhàng. Nó là một loại các loại thảo mộc cất với nhau trong một cái túi lọc chứ không phải là lá trà, cho nên mình hoàn toàn có thể an tâm được. Đó. Thế nữa là gì? Trong bộ thanh lọc nó có cái làm sạch cái hệ bạch huyết đó. Thế cái làm sạch hệ bạch huyết thì mình có thể nhìn thấy ở đây là mình có bốn loại softben. Softben này này, nó giống như là những cái thứ mà detox cho đường ruột của mình á. Và không những chỉ làm sạch cái đường ruột của mình, bổ sung thêm những cái thức ăn cho cái đại tràng của mình, mà nó còn làm sạch cái hệ bạch huyết là cái nơi sống của các tế bào miễn dịch. Mình bị viêm là bởi vì cái hệ miễn dịch nó yếu, cho nên mình mới bị viêm. Thế thì ông sẽ dùng cái pua lai này nhá chị nhá. Sóc be này ông sẽ dùng cái pua lai. Và cái pua lai này ông có thể dùng ngay từ đầu luôn. Dùng ngay từ đầu luôn để bắt đầu cho ông có thể làm sạch được cơ bản. Trong cái thanh lọc thì nó có cái bộ ba thanh lọc ở cấp độ tế bào. Thì cái cấp độ tế bào này này, cái này là ông chưa dùng được ngay. Mà phải để cho ông cơ thể của ông khỏe lên đã. Sau khoảng 2-3 tháng mình thấy ông khỏe khoắn hơn hẳn. Thì lúc đó cái lực của ông có rồi. Thì lúc đó mình bắt đầu cho thanh lọc thêm. Bởi vì khi mà ông dùng những cái sản phẩm kia mà nó đã khỏe lên rồi thì tự động cái hệ miễn dịch của ông cũng khỏe. Thế những cái dòng năng lượng mà ông dùng là gì? Số 1 là ông sẽ dùng siêu vitamin. Đây là cái dòng năng lượng mà ông sẽ dùng. Siêu vitamin. Siêu vitamin là sẽ giúp cho cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cho ông. Và Anna đã từng có những cái khách hàng là người nhà của những tư vấn viên mà đang cắm máy thở, ăn bằng gọi là bằng sông á, mà nằm 3 năm rồi. Sử dụng siêu vitamin, những người bị ung thư di căn sử dụng siêu vitamin đều có cái cải thiện sức khỏe rất là đáng kể. Cho nên là chị cho ông dùng cái siêu vitamin này. Tại chị nói sao ạ? Không phải chị nói đâu, ai nói. Một là các bạn khác, Anna đã tắt mic rồi mà bạn tắt giúp Anna. Một là siêu vitamin, số 2 là chị sẽ cho ông dùng cái loại này này. Huyết áp ông có bị cao không chị? Bố chị bắt đầu cũng mới dùng thuốc huyết áp một năm nay. À rồi ok. Nhưng mà Anna, bố chị còn bị thêm cái bệnh đại tràng nữa đấy em. À đấy, thế thì em vừa đưa cái soft band kia là rất chuẩn rồi đấy. Chị cứ cho dùng như thế này đi là nó sẽ bắt đầu. Đầu tiên á, là mình phải làm cho ông khỏe lên đã. Mình mới quét rác trong nhà ông ra được. Nhưng mà trong đấy thì mình có thể cho dùng cái, trong bộ thải độc á, thì mình có thể cho dùng cái soft band đầu tiên. Em là bị đại tràng 10 năm ấy. Em dùng rồi nó cải thiện rất là đáng kể. Dùng sau 3 tháng đã thấy nó bắt đầu cải thiện rồi. Em đang tìm cái sản phẩm à đây. Cái chất chống oxy hóa này này. Chị cho ông dùng cái Vita Z Manium. Cái màu xanh tím ấy. Xanh tím. Đúng, cái màu xanh tím ấy. Chị thấy không ạ? Thấy, chị thấy. Rồi, cái màu xanh tím này. Sao mình không cho xuống dưới được nhỉ? Rồi, cái màu xanh tím này chị sẽ cho ông dùng 2 viên một ngày, một sáng một tối, một sáng một chiều ạ, trong bữa sáng và bữa ăn chiều. Thì như mẹ em là bị tiểu đường, em cũng cho dùng 2 viên một ngày để cho nó tăng cái tốc độ hồi phục. Ai mà bị khớp hay là bị gì cũng dùng như thế hết nhá. Tại vì nó sẽ làm tăng hồi phục cái tế bào đấy. Thì bây giờ mình đang muốn cho là gì? Những chất chống oxy hóa này này nó sẽ giúp làm trẻ hóa tế bào và làm cho hồi phục các tế bào. Từ đấy các tế bào khỏe nó sẽ tăng được cái tốc độ làm việc ấy. Nên nó làm ổn định được cái khả năng năng lực làm việc của các cái tế bào ở những cái chỗ đấy thì nó sẽ tự động nó sẽ làm cho mình ổn định.
Và ông có thể, nếu như mà ông đang dùng thuốc huyết áp, nó còn có một bộ nữa là một sản phẩm nữa để tăng sức đề kháng. Nhưng mà hiện tại thì lại không có, cho nên là chị cho ông dùng siêu vitamin và Vita Z Manium trước đi, và Softben trước đi là 3 món. Sau đó rồi chị sẽ thêm, sau khoảng 2-3 tháng khi tình hình của ông thì thấy ông khỏe hơn, chị bắt đầu thêm bộ ba thanh lọc và formula cho ông. Nhưng mà phải sau 2-3 tháng và thường xuyên theo dõi ông. Đó. Rồi, cái số 2 là dạ dày. Dạ dày là một cái thứ mà rất nhiều người bị. Đúng không ạ? Thế bây giờ nhá, nếu mà bị dạ dày mà các bạn phải nhớ này nè, sản phẩm của mình nếu bị bất kể cái gì mà mới bị ấy, thì mình xử lý rất là dễ dàng. Giống như Anna bị đau dạ dày khoảng 20 ngày thôi, thì Anna uống có mỗi một sản phẩm thôi là siêu vitamin mà nó cũng hết. Tức là cho họ uống những cái dòng năng lượng ấy, những dòng năng lượng trước. Nếu mà cái bụng họ khó chịu, mình có thể bảo họ uống thêm cái trà tiêu hóa Curinsai. Đây. Đây, trà Curinsai, trà này này. Trà này, trà tiêu hóa. Cho cái bụng đỡ khó chịu. Ngay cả những trường hợp mà bị như kiểu tiêu chảy hay là gì, mình cũng cho uống trà Curinsai. Thì đau bụng hay gì đó, thì cái trà Curinsai này này mình có thể uống một ngày 2 túi. Và cái túi mình cứ pha với nước sôi nhá. Một gói là 200ml, uống sáng chiều. Đó. Và cho uống siêu vitamin. Cho uống thêm Vita Z Manium càng tốt, tại vì nó sẽ kích thích cái quá trình mà điều chỉnh hơn. Sau khi mà uống khoảng 1 tháng nó đỡ rồi đấy, bắt đầu mình uống Formula 4. Khi uống Formula 4 thì bạn sẽ phải uống kèm với canxi. Nó không gây đau. Đây canxi đây. Canxi đây. Nó sẽ không gây đau. Đấy là cái cách kết hợp của bác Phạm Hữu Minh. Và cái hồi mà Anna uống xong siêu vitamin là đã hết đau rồi. Sau đó là mình uống thêm Formula 4, lần đầu tiên mình uống á, là nó lên một cái cơn đau khó chịu vô cùng và tôi đi ngủ luôn. Đau mà giống như kiểu cho mình đi ngủ luôn á. Mắc cười lắm, có nhiều người bảo là tại sao tôi uống cái này cái kia và tôi cứ buồn ngủ. Cơ thể mình nó sẽ cho mình ngủ bớt, ngủ đi. Ngủ đi đỡ tiêu hao năng lượng để cho nó còn dùng cái dinh dưỡng đây để nó xử lý một số những cái tổn thương. Và cái Formula đấy nó có thể dùng cho những trường hợp bị viêm họng luôn. Tức là thay vì là giọng giọng Anna như thế này nhá, thì thường á, trước khi đi ngủ là Anna sẽ hòa lấy cái bột của Formula ấy, viên Formula như thế này đúng không? Mình tháo nó ra, mình tháo cái bột ra, mình cho vào một ít nước mình ngậm xong mình nuốt. Có một số anh chị em mà bị viêm họng mãn tính ấy, họ còn rắc thẳng Formula vào cơ. Đó, cho nên là mình phải biết những cái công dụng sản phẩm của mình, nó chống viêm rất tốt. Nhưng mà mới đầu mình cho người dạ dày dùng ngay họ sẽ hơi bị đau một tí. Cho nên mình phải cho những cái sản phẩm kia trước. Rồi mồ hôi. Mồ hôi thì Anna là một người bị mồ hôi tay chân. Bị mà ví dụ mỗi lần căng thẳng á, nó gọi là tiết này do hệ thần kinh thực vật điều khiển rồi. Nếu Tây y mà đi là người ta sẽ cắt cái dây thần kinh thực vật chuyển đến vai ấy, chuyển đến nách ấy, là để mình bớt ra mồ hôi. Thế còn Anna thì càng ngày mình tự động, cơ thể của mình khỏe lên thì nó bớt chứ nó không bao giờ hết. Và ở đây mình có những cái bộ là gì, phải dùng một bộ thanh lọc đầy đủ, bộ ba thanh lọc Formula và Softben, bộ thanh lọc đầy đủ, dùng thêm một cái box nào đó để làm tăng cường năng lượng, ví dụ như là siêu vitamin. Anna rất là khuyến khích mọi người sử dụng siêu vitamin. Và rồi dùng thêm một thứ gọi là Super. Đây Server, mà nghe thì đọc thì đừng có mắc cười. Nó là cho cả phụ nữ tiền mãn kinh uống nữa. Nó là vì phụ nữ mà tiền mãn kinh là hay bốc hỏa và hay ra mồ hôi trộm đấy ạ. Đây, cái server này này. Đó, cho uống cái server này luôn. Thì nó sẽ làm giảm rất là đáng kể và nó sẽ điều chỉnh lại cái cơ chế mà tiết mồ hôi của mình. Và mồ hôi không thể hết sạch được nhá. Mà đấy, những cái bệnh mà trông thì đơn giản thế thôi, nhưng mà phải uống cả nửa năm, một năm ấy, chứ không phải là giống như một số những cái bệnh mà dễ nhận thấy đâu. Vì việc này nó đã diễn ra kéo dài từ rất lâu rồi. Giống như kiểu bẩm sinh và nói gì do hệ thần kinh là nó sẽ chậm hơn.
Chúc ơi, được chưa ạ? Rồi rồi, chị hiểu rồi. Anh ơi, ok. Dạ. Bây giờ các bạn khác có câu hỏi đi, để thông qua giải quyết câu hỏi là những cái người bạn của mình cũng sẽ hiểu luôn. Anh ơi, chị hỏi thêm một câu được không? Dạ được ạ. À, ví dụ như chị, bây giờ chị bản thân chị muốn thanh lọc trước tiên thì chị chỉ cần mua cái bộ ba nó về là uống là được hả? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 45 tuổi. 45 tuổi, em trông chị trẻ mà. Trước giờ chị có dùng sản phẩm gì không? Chị không. À Chị rồi. ăn trường. À chị ăn chay trường à? Thế giống em. Thế bây giờ nhá, với những người như thế, chúng ta ăn là cái gọi là chúng ta đưa vào cơ thể rất nhiều thứ hàn. Cho nên là chị phải uống kèm một số thứ. Cái số đầu tiên á là chị phải dùng cái coen này này. À, chị biết cái đó là cái coen này bây giờ hôm em thấy bà chủ tịch Bá Hòa vào nước, cho nên bây giờ em toàn nhỏ vào nước em uống thôi. Ừ. Nó giúp cho mình có thể làm tăng cái năng lượng của mình lên và làm cho cơ trong cơ thể của mình ấm, bởi vì trong này nó có rất nhiều những cái thành phần từ sâm của Siri và nó giúp mình tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là chị phải uống siêu vitamin, không thể khác được. Đây, siêu vitamin đây, trong vỏ hộp một hộp lớn nó có hai cái hộp nhỏ như thế này. Chị phải uống siêu vitamin một ngày một ngày một túi. À, chị chọn làm Siri. Chị chọn làm Siri theo kiểu một ngày dùng bao nhiêu giờ để làm Siri? Bây giờ chị làm 6 giờ một ngày. Rồi, 6 tiếng một ngày. Ngoài ra chị còn làm công việc gì nữa ạ? Hiện giờ chị đang ở nhà, chưa có làm gì hết. Tại sao không làm luôn 10 tiếng một ngày? Đang bắt đầu làm quen thì để nó ăn đỡ áp lực từ từ thôi em. À, chị có chịu được áp lực không? Được, nhưng mà tại vì giờ là chị đang ba đứa nhỏ ở nhà, nó đang dịch ở nhà. À, rồi, em biết rồi. Thế thì em dặn trước này. Đến lúc chị mà làm 10 tiếng một ngày, chị sẽ phải dùng thêm Neurovision. Nếu mà không dùng là não của chị đến chiều nó không loading được luôn. Tại vì chúng ta nói và chúng ta đào tạo rất nhiều. Chúng ta nói, chúng ta kết nối, chúng ta đào tạo rất nhiều, và cái đấy nó rất là tiêu hao năng lượng. Thế còn hiện tại á, là chị sẽ dùng thêm là chị sẽ dùng coen, dùng siêu vitamin để bổ sung năng lượng cho chị. Và đồng thời chị dùng giúp em bộ thanh lọc đầy đủ gồm 3 món. Một là bộ ba thanh lọc, hai là Formula 4 và ba là Soppen. Đây, bộ ba thanh lọc nó sẽ có 3 lọ nhá. Những cái thứ này em đều đang dùng. Nó sẽ có 3 lọ Formula 4. Thực ra trong thanh lọc á, cái viên buổi sáng này nó gọi là Formula 1 này, nó gọi là công thức 1, 2 viên. Cái viên buổi tối này nó gọi là công thức 2. Nó có phân ra cái nào là cái mà làm sạch bên trong tế bào, cái nào là cái làm sạch khoảng không gian giữa các tế bào. Và cái này là cái Formula 3, là sáng một viên, chiều một viên, là nó giúp cho cung cấp cái năng lượng cho mình. Cho nên nó mới đẻ ra cái này tên là Formula 4. Đây, nó nằm trong công thức mấy cái món để thanh lọc. Và Formula 4 á, thì thanh lọc ở cấp độ bên trong nhân tế bào. Đó, mình hình dung chưa? Formula 1 là thanh lọc ở nội bộ, tức là đầu tiên là cái này là nhân nhá. Nhân xong đến tế bào chất xong đến bên ngoài khoảng không gian. Rồi cái này là nó giúp là như kiểu chống viêm này kia cho tế bào của mình. Đó, nên là đây là bộ thanh lọc đầy đủ. Nếu không dùng đầy đủ thì nó sẽ bị khó chịu lắm. Giống như em bị ngứa ngáy, khó chịu lắm. À, rồi nữa là gì, mình phải dùng Soppen. Tại vì thanh lọc nó có các bước. Đầu tiên thanh lọc ở trong tế bào ra. Thanh lọc ra xong rồi thì nó sẽ phải theo cái đường dẫn. Đường dẫn là hệ bạch huyết, là cái rỗ mà dẫn mấy cái chất gọi là chất gì nhỉ? Cái chất mà màu trắng trắng, màu vàng vàng á, nước mô á, thì nó sẽ giúp làm sạch những cái dòng mà vận chuyển những cái nước mô đấy. Thì nó phải được có dùng Soppen. Chị có thể dùng Pualine. Người nào bị đại tràng chị cho dùng Defend. Mà nó vẫn có tác dụng làm sạch hệ bạch huyết. Và rồi sau đó thì mình lại phải nghĩ là để thải được nó ra ngoài. Mình phải dùng đúng cái cấu trúc như vậy thì nó mới thải được ra ngoài. Và những cái người mà lần đầu mà đang thanh lọc á, lần đầu thanh lọc là phải uống trà tê. Lần đầu thanh lọc phải uống trà tê, bởi vì thế này. Mình phải hình dung là đầu tiên nó phải thải được hết các cái chất thải phần thô. Phần thô tức là các bạn hình dung nhá, cái đại tràng của mình nó dài khoảng 4m2, mình cái đại tràng thôi. Còn toàn bộ cái ống tiêu hóa của mình á, là nó dài khoảng 5-6m. Rất là dài và nó uốn khúc với nhau. Thế thì riêng ở bên trong cái đại tràng á, nó có rất nhiều những cái thứ mà nó bám ở trong những cái kẽ, những cái khe.
và bình thường không có cái gì tẩy đẩy nó ra được, những cái cục nhỏ nhỏ. Thế bây giờ việc của mình á là mình uống trà tê thường trong vòng 1 tuần, kể cả bạn không định giảm cân thì bạn cũng nên uống trà tê khoảng 1 tuần, nó sẽ đẩy hết cái đấy ra. Khi mà mình muốn giảm cân thì mình sẽ uống khoảng 4 gói một ngày, tại vì trà tê nó có khả năng làm gọi là giúp đẩy cả những cái mỡ mà bám ở trong lòng ống tiêu hóa. Thế còn nếu như mà mình thanh lọc, mình có thể uống 2 gói một ngày thôi. Mình uống 1 để cho nó thải được hết cái phần thô đấy. Để giống như là cái bãi rác của mình nó đang đầy. Bây giờ mình phải làm giảm tải cho cái bãi rác thì cơ thể của mình mới không có những cái tín hiệu lung tung. Nó mới có thể xử lý tiếp những cái rác phần tinh. Và khi mà mình sử dụng những cái bộ này này, thì giống như Anna với chị Kết là hai người mà dùng sản phẩm mà bị thải độc mạnh nhất ấy. Chị Kết thì ho thường xuyên, Anna thì bị ngứa điên cuồng, và dùng đến khoảng 5-6 tháng thì nó tự động hết. Mà cứ yên tâm rằng là cho dù trong người mình có độc tố cỡ nào, nó cũng đẩy ra được hết. Vì chị Lệ lúc đầu dùng 2 tháng là đẹp lắm. Mọi người bảo bà Lệ bà chả có độc tố gì nhỉ. Thế mà theo như Anna biết thì bà Lệ lại phải nhiều độc tố mới đúng. Tại vì chị Lệ bình thường cái nhà chị, người chị giống như là một cái cục pin mà sạc dở ấy. Kiểu như là buổi tối đi ngủ người ta phải sạc đầy được pin. Đằng này máy của chị là tối đi ngủ là sáng hôm sau sạc được có 30-40% thôi. Không làm được cái gì cả. Chai pin. Chai pin. Thế thì mình biết là người bà ấy mà chai pin như thế thì nó phải có rất nhiều thứ nó sai hỏng. Y chang, 6 tháng sau nó bắt đầu thải độc. Đấy, là khi mà mình dùng đầy đủ thì 6 tháng sau bắt đầu thải độc, mình bắt đầu thấy trên mặt bà có những cái cục mụn, kệ nó thôi, nó sẽ tự hết. Em còn có những cái chỗ mà em ngứa em gãi, nó mưng mủ lên đi. Em cho những cái sản phẩm khác vào, em còn đổ luôn cả formula lên đi. Thế là nó xong đấy rồi, nói chung là mình rốt lẫn lúc đấy thực sự rất là hoảng hốt, bởi vì em không thể hình dung được nó có thể thải độc như thế. Trên người em đầy những cái nốt trắng, tại vì hôm nay em còn bị dị ứng nấm nữa. Cộng hết tất cả mọi thứ lại, mà sau đó rồi thì da mặt của mình cũng đẹp hơn, và mình bớt được cái cảm giác ngứa ngáy. Chứ em ngứa ngáy như thế từ bé đến lớn, em dị ứng như thế từ bé đến lớn rồi. Thế những cái trường hợp đấy là những trường hợp mà mình phải nói rõ để cho người ta, mà tốt hơn hết là để người ta làm tư vấn viên rồi mình mới bán hàng, đỡ mệt người. Những cái người mà mình thấy họ bị những cái bệnh mà viêm mũi dị ứng này, bị dị ứng này, thay đổi thời tiết bị này bị kia này, chàm chiếc này, ui bảo vào mở mã số tự học đi, không thôi khỏi bán hàng. Không cần tiếc mấy người đấy, vì nếu họ không học nhá, họ không bao giờ hiểu được. Mà không bao giờ hiểu được là bắt đầu họ dùng họ cũng bỏ cuộc à, không kiên trì được. Đúng, không thể kiên trì được. Mà mình đang muốn là dọn rác ra bên khỏi cơ thể mình thì mình phải từ tốn chứ. Trong người mình có tới 30.000 tỷ, 40.000 tỷ tế bào cơ mà, để nó làm sâu được cũng đâu có thể nào. Tế bào đang hỏng, nó muốn đưa cái chất thải từ trong tế bào ra, nó cũng đâu thể đưa được. Phải có thời giờ để cho nó điều chỉnh cái tế bào khỏe khoắn lên đã, thì tế bào nó mới có cái bơm đẩy được độc tố ra ngoài. Đó. Mấy cái phần mà bị mà em gái chị luôn đó, là nó bị gan siêu viêm gan siêu vi B ấy em. Ok, thì cho dùng mà cái gì mắt đúng không? Nó, hai cái mắt nó hiện giờ cái mắt chỗ này này là chị thấy nó cứ thâm đen hết rồi. Chị muốn là hỏi em có ngủ được không chị? Nó ngủ không ngon giấc, mà người nó hay bị chân tay hay bị tê cứng bàn chân bàn tay. Đấy là do bây giờ nó có đi khám bác sĩ chưa chị? Có đi khám, nó phải khám thường xuyên ấy. Bác sĩ nói là bị làm sao? Nó như là mẹ máu nó không được lưu thông với em. Cái máu tuần hoàn máu nó không được tuần hoàn máu không được tốt. Đúng rồi. Rồi ok. Đấy, thế là khi mà các bạn hỏi một cái người khách hàng thì đương nhiên nhá, mình không phải bác sĩ cho nên Anna luôn hỏi đã đi khám chưa? Do cái gì mà bị cái đấy? Tại vì chúng ta không có phải là bác sĩ, chúng ta không có chạm vào đúng cái chỗ đấy được. Mà việc của mình là gì? Sử dụng khả năng tự sửa chữa của cơ thể, vì cơ thể mình là một cái máy móc tinh vi cực kỳ. Nó sẽ tự biết phải tự sửa chữa thế nào. Thì với những người như thế thì chuẩn là phải dùng bộ thanh lọc đầy đủ. Và nói luôn với bạn ấy là bạn ấy sẵn sàng đi. Nó sẽ gan bạn ấy kém, nó sẽ sẵn sàng thải độc ra. Và khi mà chị dùng chị thấy có hiệu quả, chị cảm nhận được đã, thì chị mới được đưa sản phẩm cho bạn ấy dùng. Còn nếu ngay bây giờ thì chị chỉ đưa cho bạn những sản phẩm dòng năng lượng thôi. Ví dụ như cái Boon Spock đây, và cái Sin 4. Còn mình đưa cái bộ thải độc là mình phải đợi mình dùng mình ấy đã. Đây này, ví dụ như bạn đấy nhá, bạn sẽ dùng thế này. Bạn sẽ dùng cái Boon Spock này, bởi vì cái Boon Spock này nó sẽ giúp là hỗ trợ cho cái máu,
hỗ trợ cho cái hệ mạch của chúng ta, hệ tim mạch của chúng ta. Sau đó rồi nữa là gì? Nữa là bạn ấy dùng bộ thanh lọc đầy đủ và bạn ấy phải dùng cái này. Vitagen Magnium này nó cung cấp oxy đến tất cả các tế bào. Nó đẩy nhanh oxy đến tất cả các tế bào. Vì thế cho nên là các tế bào nó có oxy để nó hoạt động á, thì nó không bị tê nữa. Nó đỡ được những triệu chứng tê. Đó. Và trong gan của bạn thì bạn sẽ phải uống cái sin 4 này này, cân bằng lại nhịp sinh học của gan. Cái lá gan của chúng ta rất phức tạp các bạn ạ. Nó là nó điều hòa mỡ, điều hòa đường, điều hòa huyết áp, thải độc, đều là gan hết, cho nên là chức năng gan rất là phức tạp. Khi mà nó bị yếu một cái là nó kéo theo toàn bộ các cái cơ quan nội tạng khác phải đỡ lực cho nó là rất là mệt mỏi. Cho nên là các bạn biết rồi thì các bạn có thể sử dụng cái dùng cái dòng thanh, cái dòng cân bằng này, nó sẽ có viên uống buổi sáng và viên uống buổi tối. Rồi chị cho dùng một bộ thanh lọc đầy đủ giống như chị ấy. Và bạn đấy mà bị như thế thì khi bạn ấy được giải tỏa bớt độc tố và oxy đến các cái tế bào của bạn ấy tốt ấy, thì lúc đấy bạn ấy sẽ ngủ ngon hơn. Bây giờ có nhiều người mất ngủ, có người mất ngủ là do căng thẳng thần kinh, có người mất ngủ do đấy là do stress ấy, có người mất ngủ là do mất cân đối nhịp sinh học thì mình cho dùng bộ khác. Cái này mất ngủ là do trong cơ thể tích tụ quá nhiều những cái chất cặn bã độc tố, cho nên nó làm cho mình không được nghỉ ngơi và làm cho tế bào của mình lão hóa rất là nhanh. Và có người mất ngủ là do bị bệnh gì đó liên quan đến hệ thần kinh. Thế mình phải biết là bị bệnh gì để mà mình cung cấp. Rồi nữa là có một số người đang dùng thuốc ngủ chẳng hạn, thì khi mình dùng sang cái bộ của mình á, mà bỏ thuốc ngủ thì nó sẽ phải mất khoảng 10 ngày để cân bằng. Tại mình đang cho một cái lượng chất an thần vào mà. Bây giờ giải tỏa cái lượng chất an thần đấy, cơ thể mình bất chợt không thể nào mà có thể xong nhanh được. Rồi, chị hiểu rồi, chị cảm ơn Anna. Đấy ạ. Và nếu mà ngay bây giờ chị có thể cho dùng Boonspok và Vitagen Magnium trước. Boonspok, Vitagen Magnium và Sin 4 cho gan trước. Thế còn toàn bộ cái bộ thanh lọc là chị để sau khoảng 1-2 tháng nữa. Khi mà bạn ấy đã bắt đầu cảm nhận được cơ thể của bạn ấy khỏe hơn, chị bắt đầu cho dùng. Và đảm bảo là nếu mà kết thúc 6 tháng sẽ thấy là cái thần thái của bạn ấy khác đó. Cái sắc mặt của bạn ấy khác hẳn. Đúng rồi, giờ dạ. Chị nhìn thấy nó cứ sáng quét mà xanh đen thâm hết rồi. Dạ, chị cho dùng cái ba sản phẩm em vừa nói chỉ khoảng quãng chừng tuần là chị thấy cái khuôn mặt của bạn ấy nó hồng lên liền. Rồi rồi, chị cảm ơn Anna nhiều nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị ạ. Rồi còn lại thì chị chúc xem thêm cái video mà em đã hướng dẫn về sản phẩm để biết được cái cơ chế của nó kỹ hơn. Dạ. Rồi ạ. Anh chị em khác mình có câu hỏi gì ạ? Chị Anna ơi. Dạ vâng ạ. Có ai nói đi ạ? Em hỏi hai câu hỏi cho chị Phương vì chị Phương chị không thể mở máy được ấy, nên em hỏi câu hỏi của chị Phương. Chị muốn hỏi về sản phẩm nội tiết nữ, sản phẩm điều trị mụn, da liễu, bổ gan, bổ não, trắng da, sản phẩm tiểu đường dành cho nữ và sản phẩm tóc bạc ạ. Chị nghe được chưa ạ? Chị chưa bật loa đâu. Nhanh quá, nội tiết tố nữ này, da liễu này, bổ gan à? Thuốc bổ gan, bổ não, trắng da. Bổ não, trắng da. Vâng ạ, và điều trị mụn nữa. Trắng da, trị mụn. Rồi ok. Rồi, sản phẩm tiểu đường dành cho nữ. Tiểu đường và okay. Sản phẩm tóc bạc ạ. Rồi, tóc bạc. Ok nha. Mình có thể thấy rằng là một cơ số những cái câu hỏi này đã cũng giải đáp được khá cho các anh chị em khác ấy nhờ. Với những cái trường tình huống như thế này, mình phải biết rằng là chúng ta cũng nhờ đến sự quá trình tự điều chỉnh của cơ thể. Bây giờ nội tiết tố nữ, mình phải biết người đấy là bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi, và trước giờ có trải qua một cái quá trình gì đặc biệt không. Mình phải biết được quá trình đặc biệt đấy là gì. Ví dụ có mổ xẻ gì không, có cắt u, cắt yết gì không. Đấy, mấy cái thứ đấy mình phải biết để xem nó có ảnh hưởng không, chứ không phải là mọi người nó đều như nhau. Tại vì nội tiết tố nữ thì mình sẽ có một sản phẩm là Chronolum. Đây, túm lại là những ai mà liên quan đến này, nội tiết tố nữ này, da liễu này, trắng da này, trị mụn này, đều phải dùng những sản phẩm sau trước này. Đây nó giống nhau. Nó giống nhau ở chỗ này. Đây,
bạn sẽ cho dùng clonolon cộng với vitazecmanium. Nhưng mà nếu người đấy mà là bị theo kiểu bị mụn nhưng mà người đấy dưới khoảng dưới 25 tuổi thì không cần phải dùng clonolon. Mà cũng không cần phải dùng vitazecmanium. Mà chỉ cần dùng bộ thanh lọc là đủ rồi. Thế là mình phải rất là biết độ tuổi người ta. Nếu giả sử như bây giờ muốn làm đẹp da, muốn trẻ hóa, độ tuổi mà từ khoảng 27, 28 tuổi trở lên á, đặc biệt là ngoài 30 tuổi, mình sẽ cho dùng là clonolon này, vitazecmanium này. Và chọn bộ thanh lọc 3 món, bộ 3 thanh lọc Formula 4 và Softben. Đấy là cho đẹp da nói chung. Khi mà mình muốn liên quan đến trị mụn thì trị mụn bạn sẽ thêm một loại khoáng nữa là selen. Selen. Đây, selenium. Bạn nhìn ở trên màn hình bạn thấy cái màu xanh dương này, selenium. Đó, để cho trị mụn. Và đồng thời đã là trị mụn ấy thì phải có kết hợp với chăm sóc bên ngoài. Chăm sóc bên ngoài mình dùng cách nào? Tất cả những cái mụn nào mà nó đã khô cồi rồi, nó đã gom, mình đã nặn ra rồi thì mình dùng thêm balm sam để mình chấm. Nó mình nặn ra rồi á thì mình balm sam để mình chấm cho nó se lại. Còn tất cả những cái mụn nào mà nó đang chưa gom cồi thì mình sẽ bôi lên đấy bằng cái gel repair. Đây. Đây. Cái gel repair này này là bôi lên những cái nốt mà đang sưng, đang tấy. Đó, Anna bình thường một tuần hai lần Anna cũng dùng cái gel repair này để làm mặt nạ ngủ. Còn những cái vết nào đã nặn ra xong rồi thì chấm dầu balm sam vào cho nó khô. Và nó không để lại sẹo. Nó cũng giảm thâm. Đó, thì cái này mình có thể chiết ra cái chai nhỏ, dầu balm sam mình có thể chiết ra cái chai nhỏ để mình bôi. Mà mình cứ kiên trì bôi vài tháng vào, bạn sẽ thấy ngay cả cái mụn cơm ở dưới lòng bàn chân của Anna mà hết cơ mà khi mà bôi balm sam ấy. Cho nên là tôi thấy cái này nó thần thành lắm đó. Và nữa là cái bộ mà làm sạch da nhá, nó có cái nước micen tẩy trang này này, làm sạch sâu nó mới đỡ được gây được mụn. Sau khi rửa mặt xong thì phải làm sạch sâu bằng nước micen. Trong cái bộ này sản phẩm nào không có cũng được, nhưng mà riêng nước micen là phải có, làm sạch cực sâu. Và tất cả những người bị mụn á thì phải cho người ta uống nước ấm, không được uống nước lạnh. Nhất là nữ mà uống cái nước, cả nam nữ đều thế. Tuyến tiền liệt, chị nhớ cho bác uống nước ấm, không cho uống nước lạnh nhá. Uống nước lạnh nó sẽ làm cái tình hình nó nặng hơn đấy, vì cái khí của mình nó lưu thông không tốt. Mình uống hết nước ấm, không uống nước đá, không uống nước lạnh. Tất cả đều nước ấm hết, bạn sẽ thấy nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Rồi, nếu mà làm trắng da nhá, thì ở đây chúng ta không có trắng bằng tẩy. Nó sẽ trắng và nó sẽ trắng theo cái nước da của mình, chứ nó không phải là nó trắng theo kiểu là nó trắng lên khoảng vài tông. Trắng da thì mình dùng clonolon vitazecmanium. Và mình dùng kết hợp bên ngoài là bộ kem kim cương. Ngoài ra, để mà da rẻ của mình á, cái sắc thái nó hồng hào thì mình phải sử dụng thêm cái sắt á. Sắt đây này, như Anna dùng cái sắt này này. Đây. Những ai mà trắng bạch giống như Anna ấy thì Anna phải dùng thêm cái này. Nữa là thực ra tất cả những cái đối tượng làm đẹp da ấy đều cần phải dùng cái bộ thanh lọc đầy đủ để cho nó hỗ trợ thải độc cơ thể thì da mới đẹp. Tức là gan phải khỏe thì da mới đẹp. Đó, da nó là một cái phần biểu hiện của gan. Cho nên là gan nó phải khỏe thì da mới đẹp. Cho nên là mấy cái món mà về da nó cũng tương đương nhau nhá. Có mỗi cái trị mụn á là nhất định là phải dùng bộ thanh lọc đầy đủ cộng với cả uống thêm selen và sin 4. Mụn là phải uống thêm selen và sin 4. Ngoài ra cái softben á
tất cả các bạn đều có thể, mà riêng những người bị mụn thì càng có càng càng nên dùng lấy cái soap pen Pualight chẳng hạn, hòa với một ít nước cho nó nở ra, làm đặc đặc một tí đắp mặt nạ tuần 2-3 lần. Đấy là cái mặt nạ thanh lọc đấy, mặt nạ thanh lọc đội nào nhỉ, đội Thổ Nhĩ Kỳ họ hay làm như thế, họ hay đắp mặt nạ như thế. À, anh chị em cứ tin được cấp độ trải nghiệm, nhà ai có soap pen mang ra hòa một ít nước xong bắt đầu cho lên đắp mặt. Soap pen là phải hòa với nước ấm. Đó, đắp mặt xong khoảng để cũng khoảng 20-25 phút khô rồi mình bỏ đi thôi. Sướng cực kỳ luôn. Các bạn tin ở cấp độ trải nghiệm nhé. Rồi thêm một cái món nữa là bổ gan. Bổ gan thì mình biết rồi. Bổ gan ở đây á, là phải biết gan cần bổ cái gì. Nói bổ gan thì cũng hơi khó. Cái từ này là cái, chắc là cái từ đông y hay gì. À, mình cho dùng sin 4 và ví dụ dùng thêm siêu vitamin. Còn nếu mà muốn gan mà nó được hồi phục trẻ hóa tự nhiên thì mình dùng thêm Vita Zmanium. Đó. Thế còn trước tất cả những quá trình đó mà muốn giúp gan giảm tải được cái quá trình mà đào thải độc tố thì phải cho dùng bộ thanh lọc, tức là nó có nguyên tắc rồi. Thế thôi. Bạn xem bạn sẽ thấy là nó là nguyên tắc hết. Bây giờ tiểu đường. Tiểu đường nha, tất cả những loại bệnh mãn tính như tiểu đường này, tim mạch này, gút này, ung thư này đều giống nhau. Đều giống nhau. Chứ mỗi ung thư là hơi phức tạp hơn xíu thôi. Thế giống nhau ở chỗ nào? Giống nhau ở chỗ như thế này. Bạn đều phải loại bỏ ra bên ngoài cơ thể của họ những cái thứ gây bệnh bằng cách cho họ sử dụng bộ thanh lọc đầy đủ gồm bộ ba thanh lọc, formula 4 và soft band. Tất cả những người bị bệnh mãn tính. Đồng thời á, những ai mà bị đột quỵ á, nguy cơ đột quỵ cao, tức là máu của người ta rất nhiều cholesterol, thì bạn phải cho dùng thêm cái Trimega Vital, là cái dầu tốt. Đây cái này. Đây. Bạn sẽ dùng cái loại này này, cái loại mà có cái chữ màu vàng này này, là Trimega Vital, là dầu tốt cho cơ thể đấy. Nó sẽ vào, nó sẽ đẩy những cái cholesterol ra. Riêng cái nhóm mà tim mạch và đột quỵ thì bạn dùng chọn bộ thanh lọc đầy đủ cộng với cả cái Trimega Vital. Còn những đối tượng khác thì chưa cần. À, sau đó người tiểu đường thì phải được cung cấp thêm cái năng lượng và đồng thời được làm trẻ hóa các tế bào ở tuyến tụy. Cho nên mình sẽ dùng Vita Zmanium cộng với siêu vitamin. Đó là người tiểu đường. Ok chưa? Quỳnh Hoa nghi kịp không em? Rồi. Bây giờ còn một cái tóc. Cái tóc bạc á, thì là nam hay nữ? Nguyên nhân gì mà bị bạc tóc? Hồi giờ đã đi khám bác sĩ chưa? Đã dùng thuốc gì rồi? Chứ không phải là mọi cái trường hợp tóc bạc đều giống nhau. Đó là mình ở đây nhá. Mình không thể nào mình đánh đồng hết tất cả mọi thứ vào một được. Có các nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nói chung á, là do những cái nguyên nhân mà gây lên như thế, nó đều do những cái rối loạn nào đó. Việc của các bạn là hướng dẫn cho khách hàng sử dụng theo nguyên tắc thanh lọc năng lượng cân bằng. Cứ thanh lọc năng lượng cân bằng. Nữa là gì, giống như anh Sáng anh có nói á, cái lúc mà nhà đã cháy ở gian bếp thì hoàn toàn mình có thể cứu được. Cháy mà cháy rụi cả nhà đi rồi thì làm sao mà cứu. Cái bất ổn ở trong cơ thể mình á, nếu nó mới chớm thì có thể hồi phục được. Chứ ví dụ như là 60 mấy tuổi rồi như anh Sáng ấy, có mà dùng là lương y dùng có ti tỉ thứ tốt đến mấy đi chăng nữa thì anh ấy tóc vẫn bạc, mắt vẫn đeo kính. Tại cái đấy là lão hóa tự nhiên. Mình chỉ làm chậm được thôi chứ mình không thể nào mình chống lại được. Thế còn ví dụ những cái người trẻ mà bị tóc bạc ấy, những người mà máu yếu cũng có thể bị bạc tóc. Những người mà thận yếu cũng có thể bị bạc tóc. Những người mà huyết khí yếu cũng có thể bị bạc tóc. Thế bạn phải xem nó là cái gì, nguyên nhân là gì, đi khám đi. Nếu mà do thận yếu thì dùng những cái thứ mà hỗ trợ cho làm sạch, thanh lọc làm sạch. Và dùng đàn ông thì dùng thêm men bóc. Đó, phụ nữ thì dùng những cái thứ hỗ trợ cho nội tiết tố. Nếu mà là do máu yếu thì bạn biết rồi, máu xấu thì bạn sẽ phải dùng Sin 3 cho tim, bạn phải dùng Bunspock và Vita Zmanium. Đồng thời dùng thêm sắt. Đó, dùng thêm siêu vitamin. Đấy là những thứ để cho hỗ trợ nền tảng trong cơ thể. Nếu mà tóc bạc là do khí huyết bị kém thì mình phải đổi cả cái chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Tại vì khí tạo ra ấy, những cái thứ này của mình là mình đang làm phần huyết. Mà phần huyết thì còn không quan trọng bằng phần khí.
chúng ta có thể nhịn ăn vài ngày nhưng mà nhịn thở vài phút thôi. Thế thì để khí được cải thiện thì phải biết cách hít thở, làm phần vận bụng, phải tập luyện thể dục thể thao, nó mới cải thiện khí được. Nữa là gì? Phải thành thiền. Đó, tập những môn hít thở như là yoga, tập những cái môn như là môn bơi, môn leo núi, nó mới cải thiện được phần khí, rồi kết hợp với phần huyết thì nó mới tốt được. Chứ không phải là mọi nguyên nhân nó đều như nhau, và chúng ta không phải là bác sĩ, cho nên là các bạn đừng có nghe một ai đó nói rằng là cho em cái bạc tóc, bắt đầu mình cho xong mình cho nhầm mất. Ví dụ có một người bảo là em bị mất ngủ, cho luôn cái bộ mất ngủ cơ bản của mình á, là healthy rhythm với cả maze và trà ngủ. Xong rồi người ta có ngủ được đâu, bởi vì người ta bị một cái u ở trong não, làm sao mà cho uống thế được. Mình phải biết cái nguyên nhân đó là gì. Quỳnh Hoa hiểu ý chị chưa? Ok. Rồi, Anna đang thấy có một số anh chị em đang nói là không đạt được. Chị Na ơi. Dạ. Em có một tư vấn viên mới á. Bạn đó cũng đang ở trên Zoom nhưng mà con bạn nó đang ngủ á, nên bạn ấy không mở mic để nói được. Ừ. Bạn đấy nhờ em hỏi là có một cô nữ 50 tuổi phẫu thuật dây chằng rồi. Ừ. Và bây giờ là đang đau khớp, thì hỏi là nên dùng sản phẩm gì ạ? Ok, phẫu thuật dây chằng là dây chằng ở khớp gối đấy hả? Em có hỏi bạn các cái thông tin là giống như hiện tại cô có đang dùng thuốc gì không, cô có phẫu thuật chưa, lâu chưa, hoặc là phẫu thuật dây chằng bên nào, hoặc là ở đâu á, thì chưa thấy bạn trả lời. Ok, bây giờ thế này nhá. Nếu mà mình biết kỹ hơn á, thì mình sẽ biết được là người ta cần dùng khoảng thời gian bao lâu. Thường những cái trường hợp mà bị khớp và bị dây chằng như thế này này, thì mình chỉ có những cái bộ mà mình sẽ bổ trợ cho nguyên một cái bộ, một cái hệ cơ quan đấy. Chứ mình không có cái, gọi là thực ra mình không có cái là cụ thể cho từng bệnh, mà mình sẽ hỗ trợ được nguyên bộ cơ hệ cơ quan đấy. Thì những người mà bị đau khớp gối do dây chằng này kia thì phải cho dùng thêm truy mega vital ấy. Chất béo nó là cái thành phần tái tạo ra các cái loại dây chằng của mình. Cho nên mình phải cho dùng truy mega vital nhá. Để, loại số màu vàng đúng không chị? Không phải loại màu vàng đâu em, lại cái loại mà lycopene mấy hoặc là carotin á. Đây này. Dạ vâng. Cái loại mà trẻ hóa ấy em. Dạ vâng. Ừ, đấy cho dùng cái loại đấy. Cộng với lại là mình cho người ta dùng cái glucosamine thể thao của mình á. Nó cũng sẽ có dạ rất vâng. là cái chất hoạt dịch mà tốt cho khớp. Glucosamine thể thao. Rồi, nữa là những người bị như thế này thì mình phải cho dùng step up. Step up là cái loại bóc năng lượng mà dùng riêng cho cái hệ vận động. Dạ. À, ban đầu là như vậy. Thế xong rồi bảo bạn ấy dùng đi và giải thích cho bạn ấy là người này là cụ thể bao nhiêu tuổi, cụ thể bị làm sao, bị lâu chưa. Tại vì cái rối loạn nó thường là do một quá trình rồi. Thì mình bắt đầu cho dùng những cái bộ thanh lọc và những cái sản phẩm như là trong đó Shopband là mình dùng lại Shopband Joy Comfort đó. Dạ. Mà mình phải cho năng lượng đã. Những người dạ. đau cái này mình phải cho năng lượng đã, sau rồi mình cho thêm cái kia vào trong tháng sau. Bạn có nhắn cho em là mẹ bị phẫu thuật khớp gối 5 năm rồi, bị bên trái nhưng mà bây giờ thì lại đau bên phải, ý là hay đau bên phải, với lại là có đang uống thuốc đông y Tâm Bình. À rồi, ok. Dạ. Ví dụ nhá, mình cứ hình dung là nếu mình có hai cái chân, một cái chân kia đã phẫu thuật là mình thường có xu hướng là gánh trọng lượng của mình lên cái chân còn lại nhiều hơn. Cho nên cái chân còn lại nó lâu ngày nó bị đau. Thế bây giờ mình đầu tiên nếu mà như vậy á, và đang dùng những cái thuốc mà đông y thì nó không sao cả, bởi vì những cái thứ này nó của mình. Cái thứ quay nó bà, ông quên mấy cái thứ đâu, ai đập, ông quên mấy cái thứ. Dạ rồi, em. Thì em cho dùng những cái dòng năng lượng trước nhá. Ok. Mình còn ai của chị cô? Anna ơi, cho em hỏi là nếu trong trường hợp này thì có cần phải thêm keo gel khớp không ạ? Thì gel khớp là mình luôn luôn nên có một tip ở nhà, cho dù là ai đi chăng nữa, bởi vì gel khớp không phải là chỉ bôi cho khớp. Một là giá thành của nó có mỗi 140,000 thôi. Hai là nó có thể giảm, như mình làm việc nhiều đúng không? Mình giảm đau ở các cái cơ này. Đấy, dạ. Cái thắt lưng này kia. Dạ. Chị ơi, trước khi mà chị chuyển sang người khác á, em cũng muốn hỏi luôn cho bạn Thi á, bạn hiện tại thì cũng đang là mẹ sữa nuôi con được 5-6 tháng á.
thì bạn cũng đang cần trải nghiệm cái sản phẩm để mà có thể kinh doanh á, thì chị Na có thể cho bạn ấy thêm một vài các cái gợi ý về sản phẩm mà bạn Thi nên, ý là bạn ấy tự nên trải nghiệm để cho nó có cảm nhận được có thể kinh doanh á. Ok. Dạ. Rồi riêng nhóm mà mẹ bỉm sữa thì Anna có làm một cái thực đơn. Thực đơn này là khi các bạn làm series các bạn sẽ được chuyển giao hết nhá. Dành cho mẹ bầu và mẹ sau sinh cho con bú này. Em có thể trải nghiệm cái siêu vitamin. Đó, siêu vitamin là cái hình này này. Nó giúp cho mình hồi phục được cái năng lượng của mình. Mama bắp. Có mama bắp luôn. Hiện tại đang có hàng mama bắp cho nên là em không cần phải dùng khoáng, không cần phải dùng sắt với canxi riêng. Vitazec Manium cũng là thứ mà em có thể trải nghiệm luôn. Nó giúp hồi phục được những cái tế bào của mình rất là nhanh. Và các mẹ chỉ cần dùng một ngày một viên thôi. Nếu mà đang mang thai thì không được dùng Shop Ben. Nhưng đã sinh xong rồi, đang cho con bú thì rất nên dùng Shop Ben. Bởi vì Shop Ben nó sẽ giúp làm sạch cái hệ ống của hệ bạch huyết. Mà cái sữa của sữa mẹ cũng được vận chuyển trong hệ thống ống này. Cho nên là khi mà cái nhà ở nó sạch thì cái dịch chuyển trong đấy nó sẽ cũng sẽ được sạch và em bé sẽ được nhận cái sữa sạch hơn. Rồi mình có hai sản phẩm là Vitamama Sweet và Omega 3. Khi mình đang cho con bú thì mình có thể uống cái Vitamama Omega 3. Nó có rất nhiều DHA và nó sẽ giúp chuyển đến sữa, trong sữa chuyển đến cho em bé. Còn Vitamama Sweet là để tăng sức đề kháng. Thì mình đang cho con bú, mình không dùng được Coen, cho nên là mình sẽ dùng cái Vitamama Sweet của trẻ con. À, như vậy đấy Trang ạ, em đưa cho bạn ấy cái file này nhá. File này dạ dạ vâng. Dạ em có, để em gửi cho bạn. Em cảm ơn chị ạ. Ok, thank you em. Dạ em cảm ơn chị. Mình còn câu nào nữa không ạ? Chị kết có một câu ạ. Dạ chờ chị kết tí nhá chị ạ. Chị kết chờ tí ạ. Chị Lê Hiếu hỏi đi chị Hiếu ơi. Ừ, chị bảo này, chị có một người khách mà họ bị tim đập hơi nhanh với cả cái huyết áp tăng ấy. Ok. Tăng đột biến với cả có cái lượng mỡ hơi cao và hơi bị viêm thanh quản mãn tính một tí. Viêm dây thanh thì dùng cái sản phẩm gì được em? Tim đập nhanh, mỡ hơi cao. Huyết áp tăng vô căn cơ. Ừ. À, cao, mỡ cao không rõ lý do. Rồi đúng rồi, lượng mỡ cao. Mỡ và cao. Viêm dây thanh mãn tính. Viêm dây thanh mãn tính. Ok. Chị Kết ơi, chị Kết hỏi luôn câu của chị Kết đi. Chị có một chị bạn á. Dạ. Chị ấy hỏi là bên mình có những cái sản phẩm về cân bằng chuyển hóa hay không. Thì Na có thể tư vấn cho chị nha. Cân bằng chuyển hóa. Cân bằng chuyển hóa là cho sợ bị bệnh tự miễn á hả? Chỉ bị cái bệnh về kháng thể bị lupus ban đỏ. Rồi ok được rồi. Để em giải quyết. Câu của chị Hiếu trả lời nhanh hơn, em sẽ trả lời câu của chị Hiếu trước nhá. Những cái người mà như thế này, như cái trường hợp của chị Hiếu á, là chị sẽ rất là dễ để cho khách có niềm tin, bởi vì chị hoàn toàn có thể cho khách dùng tháng này và sau đấy 3 tháng sau đi xét nghiệm lại. Là người ta sẽ thấy chỉ số cơ thể người ta thay đổi hoàn toàn. Thế thì nhá, cái huyết áp cao mà không rõ lý do ấy, là mình phải xem lại cái gan của mình. Tại vì khi mà mỡ máu cao kèm huyết áp cao thì thông thường á, là gan của mình nó đang không điều chỉnh được ấy. Tại vì cái cơ quan mà điều chỉnh cái đường này, cái mỡ này, cái huyết áp này và thải độc này là gan. Cho nên là chị sẽ cho họ dùng thiên về cái dòng cân bằng là dùng SIN4. Okay. Nhịp tim của họ đập hơi nhanh. Bây giờ tại sao nhịp tim của họ đập hơi nhanh, mình phải hiểu nguyên nhân này. Em phỏng đoán thôi, là do khi mà trong người mình cái máu của mình á, nó bị có rất nhiều những cái mỡ á, nó sẽ làm cản trở cái dòng. Và khi cản trở cái dòng thì cái dòng máu nó di chuyển rất là chậm và nó lại tạo cái áp lực lớn lên trên cái thành mạch nữa. Cho nên là cái nhịp tim buộc lòng phải tăng lên để làm cho nó có thể tống được đủ lượng cái lượng máu đi nuôi cơ thể. Đó. Thế nếu mà họ thương cái tim của họ á, thì họ dùng thêm cái SIN3 là cái cân bằng hoạt động cho tim. Và họ phải giải quyết được cái căn nguyên á, là ở cái gan á. Rồi họ sử dụng thêm cái Trimega Vital, cái loại mà màu vàng á, chị biết cái loại đấy chưa, hay em show lại? Em show hộ chị cái. Đây em show lại nhá.
phải dùng cái Tree Mega Vital. Cái mà lúc nãy nói cho Trang Đoàn á, đây này, cái màu vàng này nhá. Như chị đấy là dùng một ngày 2 viên này. Một hộp này là 30 viên, tức là để dùng hết 1 tháng chị sẽ dùng 2 hộp này. Đó, cái này là vừa rẻ mà vừa có võ. Dùng sẽ thấy là cái máu mỡ máu nó giảm đi rất là nhiều. Đó, đó là những thứ cơ bản mà chị phải dùng. Và thú thực ấy, người này là phải dùng thanh lọc. Thanh lọc. Dùng thanh lọc trước hả em hay là dùng cùng luôn? Dạ chưa. Bộ thanh lọc là mình sẽ cho cô ấy dùng ở tháng thứ 2 để cô ấy có thể có cái cảm nhận là cơ thể của cô khỏe khoắn hơn trong tháng đầu đã. Đấy gọi là túm lại ấy, là số 1 là chị cô ấy sẽ dùng sin 4 sin 5. À nhầm, sin 4 sin 3. Sin 4 sin 3 cộng với Tree Mega Vital. Còn cái viêm Đây em tạo lên cái viêm đấy, Tree Mega Vital cộng với chị. Ai tắt mic dùng cho em. Từ từ đi từ, Anna trả lời xong rồi các bạn hỏi nhá. Thùy ơi, Anna trả lời xong rồi em hỏi sau nhá. À, với lại là nữa là gì? Cô ấy nên cho dùng thêm Boonspock ạ. Tại vì những cái khi mà huyết áp cao mà kèm với cả cholesterol cao như thế này, nó rất dễ gây những nguy cơ bị đột quỵ. Cho nên là cô ấy dùng thêm Boonspock đi để hỗ trợ. Tóm lại là Sin 3 là cô dùng 1 tháng thôi rồi cô đã nghỉ rồi. Còn Boonspock là cô sẽ dùng đều đặn. Sin 3 là dùng 1 tháng rồi nghỉ. Sin 4 thì có thể dùng liên tiếp khoảng 3 tháng rồi nghỉ để cô ấy điều chỉnh lại cái gan, nó còn quan trọng hơn cái tim. Đó là nguyên nhân lẫn nhau. Còn bây giờ viêm dây thanh quản. Cô ấy chị cho cô ấy dùng formula và hướng dẫn cô ấy dùng cả cái cách ngậm nữa. Okay. Ở đây chị Hương Giang bị viêm họng rất là lâu, lâu năm. Chị toàn cho vào chị ngậm. Thay vì chị uống 8 viên một ngày thì cứ thi thoảng chị lại cho vào chị ngậm. Đó, chị ngậm là mình có bỏ cái vỏ ra không em? Hay bỏ cái vỏ ra ấy. Có hai cách nhá. Hoặc là sẽ hòa vào một ít nước và ngậm thì nó sẽ không tốt bằng là thả thẳng nó vào họng. Sẽ đưa hẳn cái bột đấy vào họng. Đó, nó sẽ còn hiệu quả nhanh hơn. Ngày khoảng mấy viên hả Anna? Như nào? Chị đấy là phải dùng ngày khoảng 8 viên. 8 viên. À, thì có thể chia ra cho chị ấy, chị có thể uống 4 viên. Còn lại là rồi, chị sẽ cho vào chị ngậm trực tiếp như vậy. Đó, rồi. Và chị phải ưu tiên cái mỡ kia trước. Rồi mới đến cái, tại vì khi mình bị những bệnh mãn tính, tự động cái sức đề kháng của mình giảm sút. Sau khi mình ưu tiên những cái thứ kia, cái sức đề kháng của mình tăng lên, thì tự động nó sẽ có điều chuyển và lúc đấy mình mới cho sử dụng thêm một số thứ khác nữa. Chứ không thể sử dụng nhiều quá một lúc thì người ta sợ. À, trên cảm ơn cả chị ạ. Cho dùng siêu vitamin bất kể lúc nào. Nó sẽ giúp cho tăng cái sức đề kháng lên mà nó lại không làm tăng huyết áp gì cả. Siêu vitamin. Đó. Nếu có thậm chí là cứ cho dùng cả siêu vitamin này, Boonspock này, Sin 2, Sin 3 và Tree Mega. Đây, nhớ nhầm Sin 3, Sin 4 và Tree Mega. Sin 3, Sin 4. Đúng rồi. Tree Mega. Đúng rồi. Ok, tháng đầu tiên thầy đã. Xong rồi dựa xem cái cảm nhận của cơ thể bắt đầu tháng thứ 2, thứ 3. Mình có thể thậm chí có thể duy trì như thế. Sau 3 tháng rồi mình đi khám hoặc sau 2 tháng rồi mình đi khám, mình xem lại chỉ số. Xong rồi khi cô ấy có niềm tin rồi bắt đầu cho cô ấy thanh lọc đầy đủ. Thanh lọc. Ok. Dạ, vâng ạ. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị. Bây giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi mà mất cân bằng chuyển hóa ở câu của chị Két. À, thực ra thì ở đây chúng ta có một chị là chị Hồ Thị Mỹ Hạnh là bị lupus ban đỏ. À, là một chủ chuỗi cửa hàng thuốc và bị bệnh lupus ban đỏ. Thế thì những cái mà bị gọi là rối loạn chuyển hóa như lupus ban đỏ, nó cũng giống như là bị cái bệnh nhược cơ, hoặc nó cũng giống như là như Anna bị dị ứng ấy, tức là cơ thể của mình phản ứng quá mẫn và nó bắt đầu tấn công cả chính những cái tế bào của cơ thể của mình. Nôm na là như thế. Thế thì sau khi như thế xong, nó sẽ gây rối loạn cái việc của mình bây giờ ấy, là mình phải thanh lọc. Phải dùng bộ thanh lọc đầy đủ. Bởi vì khi mà mình thanh lọc ra được rồi thì nó sẽ giảm bớt những cái nguyên nhân, và bất kể một bệnh tự miễn nào nó cũng liên tiếp tạo ra những cái kháng thể. À, mình hình dung nhá, cái cơ chế bên trong người mình á, cơ thể của mình sẽ tiết ra những cái chất phòng vệ dựa trên những cái kháng thể. Và do mình bị làm nhầm mà, cho nên là mình bị tiết nhầm.
mình bị quá mẫn, cho nên là ví dụ như kháng thể của nó đáng lẽ ra là một phần thôi, đáng lẽ mình tiết tăng lên khoảng chừng vài chục lần. Giống như Anna là cái những cái bọn mà Anna bị dị ứng ấy, thì do là Anna bị tiết ra nhiều hơn gấp 40 lần so với người bình thường, cái mật độ đấy nó nhiều hơn gấp 40 lần. Thế thì khi như thế là nó có do những cái rối loạn về gen, cho nên là Vita Z Manium là phải dùng để cho nó giảm bớt những cái tế bào mà bị sai hỏng. Formula 4 là phải dùng, bởi vì Formula 4 nó thanh lọc ở cấp độ trong nhân tế bào, nó sẽ giúp điều chỉnh những cái sai hỏng về gen. Đấy là hai cái món đấy. Bộ ba thanh lọc là luôn luôn phải dùng để nó giúp cho mình có thể thanh lọc bớt ra được những cái gọi gì nhỉ, tín hiệu quá đà. Khổ lắm, những người bị bệnh tự miễn là trong cơ thể mình á, nó phản ứng quá đà thì bây giờ mình phải loại bỏ bớt những thứ đó. Và thời gian đầu thì chị cứ cho chị kiên trì dùng siêu vitamin, coi như là chị dùng bộ thanh lọc đầy đủ rồi này, cộng với cả siêu vitamin, cộng với Vita Z Manium. Thời gian đầu là như thế đã. Rồi sau này khoảng một vài tháng sau, thường những cái bệnh như thế này thì cũng giống như em với chị ấy, dùng cả 6 tháng ấy. 4 cộng với vài tờ thì nó sẽ tăng cái... Đúng rồi, bộ gọi là bộ thanh lọc đầy đủ là gồm có bộ ba thanh lọc Formula 4, Sorben nữa. Sorben Bulai là khi mà những cái kháng thể kháng nguyên này nó được đi ra ngoài, nó sẽ được, nói chung là sẽ làm sạch cả cái hệ bạch huyết nữa, và từ đấy nó làm cân chỉnh lại cái hệ thống miễn dịch của mình. Ok, còn một cái trường hợp nữa là chị có một cái anh này, anh bị dò hậu môn á, và anh đã mổ 4 lần rồi nhưng mà cái tình trạng nó vẫn bị. Dò hậu môn, tức là phân nó cứ ra. Thì theo chị thì có thể là phải dùng vai tờ. Đúng. Dùng defend. Đúng, defend vai tờ. Ở 4, nhưng mà tức là làm sao để nó đầy lại cái chỗ đó, nó bị dò, tức là cái lỗ đó nó đang bị khuyết á. Bôi balm sam vào. Bôi balm sam thường xuyên liên tục, một ngày 4-5 lần. Bôi mà bôi theo kiểu vài tháng ấy. Lúc nào cũng phải như kiểu thấm khô là bôi. Liên tục. Rồi cho dùng siêu vitamin. Chị cho dùng siêu vitamin, có thể dùng double lên để nó tăng cái sự hồi phục. Cái này là những cái thứ mà em nghĩ rằng là Tây y cũng bó tay. Cho nên là việc của mình. Đúng rồi, bởi vì là anh mổ 4 lần rồi vẫn bị tình trạng đó, mà mổ này lần thứ 4 rồi. Nên là bây giờ gia đình muốn chuyển sang cái hướng là dùng những cái sản phẩm mà phục hồi á, hỗ trợ. Thì em đã từng là bôi balm sam mà mấy cái lỗ ở bên dưới lòng bàn chân của em nó đầy lên và nó không bị chai nữa. Mà em bôi balm sam, mà em bôi rất là vớ vẩn nha, em bôi trong vòng 2 tháng. Mình bảo là mình cứ bôi vào, nếu mà hết được mình mang mình khoe. Hồi đấy em còn nhờ ông Tuấn ông mới chụp ảnh cho mấy cái lỗ đấy. Nhưng mà bây giờ ông bảo mất cái ảnh đấy rồi. Giờ lòng bàn chân của em thì nó đầy rồi. Đó, thì bây giờ mình tất cả mọi cái là mình phải thế, hoặc là mình có thể là gì? Mình cho vào cái xịt đó chị. Mình xịt, mình cứ thấm khô rồi mình xịt. Đừng cho uống cái gì mà đi nhiều quá. Ban đầu ấy, để cho nó cầm lại đã. Bây giờ phân nó cứ dò cái đấy vất vả nhờ. Một trường hợp nữa nha. Là có một cái anh mà anh bị tai nạn xe máy 3 năm rồi. Nhưng mà không biết là có phải là có u máu trong não hay không, nhưng mà bây giờ lâu lâu cứ bị đau đầu và có cái tiếng o o ở tai á. Mình có u não mà... anh ấy phải đi chụp CT cắt lớp. Có u não, xác nhận rồi, có u não. Bây giờ lâu lâu thì đau đầu, tại vì tức là sau do cái tai nạn á nên là có cái cục máu á. Rồi. Để Anna kể cho mọi người nghe một chuyện này. Anna có một chị bạn là ở Vinh, và chị biết cái anh Phan Trọng Tấn á, thì người nhà của chị là có hai bạn. Một bạn là tự nhiên mắt không thấy, tức là tự nhiên bị mù. Cháu của chị tự nhiên bị mù và rồi đi khám tất cả mọi nơi không ai phát hiện ra, về cho dùng sản phẩm của Siberian của mình là thấy được ấy. Mà lúc đấy là gia đình của chị ấy rất là ngạc nhiên. Sau đó rồi trong gia đình của chị lại có thêm một người là bị như kiểu một dạng như kiểu bị tai biến ấy. Rồi đã là bạn ấy đã bị liệt rồi. Mà nhưng mà mới bắt đầu,
dùng sản phẩm của mình thì sau 2-3 tháng tôi đã cải thiện mà ngồi đứng lên nhá. Đấy, khi mà mới vừa mới mà mình cho xử lý ngay nó rất dễ, còn cái khi mà nó đã để 3 năm rồi thì mình phải biết rằng là bây giờ mình phải từ tốn hơn, bởi vì thông thường mà cái gì mà cứ để trong cơ thể mình á, cơ thể mình sẽ có một cơ chế bảo vệ bằng cách là cho nó vào một cái ổ như cái ổ áp xe ấy. Và bây giờ để tan nó sẽ khó hơn là mới đầu hình thành. Vì cơ thể của mình cần phải bảo vệ mình bằng cách bọc nó trong một cái gì đó, thì Anna tin chắc rằng là cái đấy sau 3 năm nó cũng đã bị bọc rồi. Thế thì bây giờ mình phải dùng bộ thanh lọc chị ạ. Bộ thanh lọc đầy đủ luôn á. Đó, và dùng Vita Z Manium. Mình xem não mình đang hoạt động, xem mình xem là mình có thể dùng cái gì để nó tăng cường hiệu quả lên. Thanh lọc để ngủ Vita Z. Đấy, em cũng đang nghĩ đến Neurovision đó. Mà anh ấy nghe thấy cái tiếng o o đúng không? Ừ. Tức là vậy là có thể là nó đang chạm vào cái bị ù tai á. Đến tai, liên quan đến việc nghe. Chị cho dùng Neurovision đi. Nãy giờ có nói siêu vitamin không nhỉ? Không. Tất cả các trường hợp này đều là neutral hơn đúng không? Tất cả các trường hợp như thế này mình đều cho dùng siêu vitamin đều tốt. Tại vì siêu vitamin á, là bệnh nhân ung thư, bệnh nhân đã nằm xuống rồi mà đã là bác sĩ bảo rút ống thở là đi về thôi, mà dùng siêu vitamin và Neurovision mà ban đầu dùng mỗi siêu vitamin thôi còn sống lại cơ mà. Có những trường hợp như thế mà có chung là mình không có, em không có thích tư vấn bệnh nặng tại vì nó mất thì giờ ấy, và bản thân mình cũng căng thẳng. Đương nhiên là hữu duyên thì mình chia sẻ, mà bản thân mình rất là căng thẳng, và em đang có cái bệnh nhân mà ung thư mà bị di căn á. Đấy là cái bệnh nhân ung thư duy nhất của em không có nhận. Trường hợp là không thể được mà mình vẫn phải cho dùng. Và khi mà mình cho dùng những cái sản phẩm này thì sau khi xạ trị xong bệnh viện đã trả về rồi. Mà bây giờ là cô ấy mặt mũi hồng hào, về nhà mặt mũi hồng hào, dùng sản phẩm của mình và hành thiền thêm. Đó. Thì mình phải để ý để cho không bị căng thẳng và đảm bảo cho giấc ngủ nữa. Nó mới có cái khả năng hồi phục nhanh được. Ok. Yes. Còn ai có câu hỏi nào nữa không nhỉ? Thùy ơi, em có câu hỏi đúng không Thùy? Hello. Chờ xíu. Dạ, Thùy nó đi Thùy. Chị mà giống như mẹ em á, bây giờ á, giống như là mẹ em bị lệch đứt sống mà bị thói quá khớp á, mà bây giờ á, chuyển qua bị tê á, tê tay tê chân luôn á, là bây giờ mình dùng sao chị? Rồi. Bây giờ này, khi mà mình bị lệch cột sống mình phải biết là tất cả những thứ liên quan đến hệ vận động ấy, nó đều do cái thói quen sinh hoạt và ngồi nữa. Thế lệch cột sống bây giờ nó có cái gì giống kiểu chỉnh lại á, thì phải kết hợp với cả cái vật lý trị liệu đấy. Có đi chăm cứu á chị. Rồi nó có còn cả một cái vật lý trị liệu nữa. Thùy kiểm tra cho mẹ xem là ở đâu có cái vật lý trị liệu để mình căn chỉnh lại, bởi vì khi mà lệch cột sống lúc sống á, sợ nhất là cái ống dây thần kinh ở trong đấy. Rồi bây giờ mà thoái hóa khớp mà tê tay chân bây giờ như thế này, để Anna tắt mic của em một tí. Bây giờ nhá, nếu mà thoái hóa khớp và tê tay chân á, thì chị không biết là có phải do cái gì mà bị tê, thì chị không biết, mà chị nói về cái khớp trước đi. Cái khớp á, thì bây giờ thoái hóa rồi thì mình cần phải cho nó hồi phục bằng cách là sử dụng những cái thứ mà làm loại bỏ những cái cặn ra, là bộ ba thanh lọc, formula và soft band mà Joy Comfort á. Và tất cả những người bị khớp khi mà mình dùng sau khoảng tuần 10 ngày nó bắt đầu chuyển hóa, là mình bắt đầu bị mệt, bắt đầu bị khó chịu ở những cái khớp, nói trước với mẹ để cho mẹ hiểu cái việc này. Nữa là em sẽ cho mẹ dùng cái glucosamine thể thao nhá. Chứ không phải là cái glucosamine kia đâu. Đây cái này này. Đây, thoái hóa khớp thì em sẽ cho dùng soft band mà cái màu xanh dương này nhá. Joy Comfort nhá. Uống ngày 2 lần. Rồi bộ ba thanh lọc. Bộ ba thanh lọc. Formula 4. Đây, uống formula 4 nữa. Cho một cái là glucosamine thể thao. Đây. Cái này này em này. Cái 858.000 này. Nó giúp bôi trơn các khớp.
và nó bao gồm cả nó hỗ trợ được cả cho những cái ở cái đốt sống ở lưng nữa luôn. À. Và để mà mẹ bị như thế này á, nó vừa là do một quá trình dài mình ngồi sai tư thế hoặc mình làm việc sai tư thế, cộng với cả cái dinh dưỡng của mình nó bị thiếu á, do thiếu canxi, do thiếu rất là nhiều dưỡng chất á, thì em cho mẹ dùng thêm cái step box. Nhưng mà mới đầu thì mình có thể dừng lại ở đây đã, và tháng sau thì mình bắt đầu mình cho dùng step box, không có nhiều quá các cụ sợ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Yên, chị mở mic cho em. 60 à? 65, 66 tuổi. À, như vậy là khi mà cho dùng bộ thanh lọc đầy đủ là bác sẽ hơi khó chịu đấy. À, nếu mà lớn tuổi thế thì như thế này. Nếu mà mẹ đồng ý dùng và mẹ đồng ý là mẹ sẽ trải qua một sự khó chịu đấy thì ok. Còn nếu không em sẽ cho dùng mẹ dùng những cái thứ này trước. À, glucosamine Joy Comfort. À, yeah. Glucosamine này, thể thao. Cái thứ hai là Vitazac Manium. Yeah. Một ngày một viên cũng được. Nhá. Yeah. Còn nếu có điều kiện một ngày hai viên. Với cả một cái box. Cho mẹ dùng cái step box này này. Bác cái đấy trước. Còn toàn bộ cái bộ thanh lọc á, thì để 1-2 tháng sau mình dùng. Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Ừ, Anna ơi, chị hỏi thêm một chút xíu. Từ từ, bạn cho bạn Lan Hương á. Bạn Lan Hương, bạn hỏi á. Lan Hương ơi. Lan Hương ơi. Đây. Lan Hương ơi, Lan Hương hỏi câu gì vậy Lan Hương? Lan Hương muốn hỏi Anna là nhá. Bị tim mạch này. Lan Hương chắc có điện thoại ấy. Bị tim mạch này. Huyết áp thấp này. Tim mạch này. Với cả mỡ máu này. Mỡ máu, mỡ gan cao này. Với cả máu nó không lưu thông lên não ấy. Ờ à, đúng rồi, như thì thế máu lưu thông lên não. Sản phẩm gì? Máu nó có nó bao nhiêu tuổi à chị? Chị Hương không nghe được cái gì hết ấy. Không nghe được à? Chị nghe được chưa? Mọi người vẫn nghe được đúng không? Nghe được giơ ngón tay cái giúp Anna với. Dạ. Chị Lan Hương nghe được chưa? Nghe được chưa chị Hương ơi? Được rồi. Mạng okay. Kém, chắc sóng kém. Mạng kém hay sao? Rồi, ok, em trả lời câu hỏi của chị nhanh chóng thôi. Đã bị tim mạch rồi còn huyết áp thấp, mỡ máu cao, mỡ gan cao nữa thì đúng là không bao giờ máu lên não được. Thế thì người này bao nhiêu tuổi chị? Người này rất là ít tuổi. Trời ơi, tuổi bao nhiêu? Thôi. Bao nhiêu ạ? Chưa đến 40. Nam hay nữ hả chị? Nữ. Ồ, có mập không chị? Không, người bình thường. À, trước giờ có thích ăn cái món gì, lòng lợn gì không? Nội tạng gì không? Có, nếu mà không có bệnh thì vẫn hay ăn. Bỏ hết tất cả những món liên quan đến nội tạng đi nếu mà muốn sống khỏe đẹp. Đấy là câu số 1. Rồi bây giờ nhá. À, bây giờ đã tim mạch rồi lại còn huyết áp thấp nữa là một cái thứ nó còn dễ nguy hiểm hơn là tim mạch và huyết áp cao ạ. Tại vì máu nó không thể đẩy đi đâu được, và khi mà máu không thể đẩy được lên não một cái là tự động là não của chúng ta mà bị ảnh hưởng, thế này chúng ta ân hận. Cho nên là cái người này lại còn 40 tuổi nữa, cho nên là thủ số 1, chị cho họ dùng những sản phẩm như sau. Buộc lòng là người này chị có ảnh hưởng không? Thế chị nói người ta có nghe không? Có. Rồi, nếu mà nghe thì cho dùng như sau nhá. Đang điều trị theo đơn của bác sĩ đấy. Đơn của bác sĩ thì vẫn dùng theo đơn của bác sĩ. Khi dùng sản phẩm của mình khoảng 2 tháng sau ấy, chị đi xét nghiệm lại. Chỉ số cơ thể tốt, bác sĩ tự động sẽ giảm thuốc, mình không cần phải yêu cầu giảm thuốc chị ạ. Tại vì của mình nó sẽ hỗ trợ cho hồi phục, còn bác sĩ là điều trị cái nguyên, gọi như kiểu cái tác nhân, còn của mình là hỗ trợ cho tế bào của mình hồi phục, hai cái đấy nó khác nhau. Rồi ok nhá, nếu mà tim mạch mà như thế chị cho cô dùng, à chị cho chị dùng Vitazac Manium này, ngày 2 viên này. À, để nó làm trẻ hóa những cái tế bào và tăng oxy đến cho cơ thể này. Tiếp này, chị cho dùng Neurovision ngay lập tức.
Neurovision ngay lập tức kết hợp với cả Boonspark. Rồi. Rồi. Ba món đúng không? Rồi chị, người này phải cho thêm dùng cái này nữa, Tri Mega Vital. Ờ, rồi. Rồi. 3 4 cái món đấy. Rồi, 4 món đấy là người ta đã thấy nhiều rồi đấy. Em không biết là người ta có chịu dùng nữa không. Nhưng mà nếu mà là người nhà em thì em sẽ bắt dùng cái này. Bộ ba thanh lọc Formula 4 và Lymphosan Colite. 3 món thanh lọc kiên quyết bắt dùng, chỉ là người ta có đồng ý dùng ngay hay người ta để tháng sau thôi. Bộ ba thanh lọc Sopben Colite và Formula 4. Ok chưa chị? Rồi, ok. Ok nhá. Không hết rồi gì? Thế thôi, được rồi đấy. Chị cảm ơn nhé. Dạ dạ dạ. Cho hỏi Tina. À khoan, chị đến lượt chị Hiếu trước. Hiếu hỏi gì Hiếu? Ừ, không vừa chị nghe câu trả lời của em trả lời cho Lan Hương là chị cũng hiểu ra vấn đề rồi, tức là chị đang muốn hỏi là cái chị đấy chị có dùng thuốc tây không, như thế thì vẫn cứ cho dùng thuốc tây bình thường đúng không em? Đúng rồi, tại vì mình không phải là bác sĩ, mình sẽ không yêu cầu người ta nghỉ thuốc, mà khi người ta đi xét nghiệm lại á, thường cứ khoảng 2-3 tháng đi xét nghiệm lại á, chỉ số đẹp tự động bác sĩ cho nghỉ thuốc. Mình không phải em. À đó, mà mình cũng không cần phải hỏi, bởi vì sao? Hai cái trường phái nó khác nhau. Ông bác sĩ nào không nghiên cứu về cái này ông vẫn không biết đâu. Rồi, nhất chị em. Dạ vâng ạ. Chị cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn chị, mời chị Lệ. Cho hỏi bệnh vẩy cá và tràm á. À, nữ 34 tuổi, bệnh mãn tính. Rồi ok. Anna có đọc thấy trên message đúng không? Bây giờ bệnh vẩy cá và tràm. Vẩy cá là trên tay có vẩy à? Như cá à? Bây giờ là cái tràm ấy, là Anna hiểu về cái tràm này là giống như kiểu cứ bị ngứa trên một diện rộng á. Thế bây giờ nhá, trong giai đoạn điều trị thì mình cứ phải dùng theo cái bôi ngoài da của bác sĩ, nếu không thì nó ngứa lắm. Và khi nó ngứa quá thì mình gãi nó lại càng ngày càng bị. Đấy là cái số 1 đã. Thì mình phải câu giờ để mình xử lý cái bên trong. Và tất cả những loại bệnh này thì ở bên trong của mình là mình phải dùng cái bộ thanh lọc đầy đủ, gồm bộ ba thanh lọc, Formula 4 và Sopben. Đó. Rồi những người này chỉ có thể cho dùng thêm siêu vitamin thôi. Chấm hết, dùng như thế khoảng 6 đến 12 tháng. Nó sẽ bắt đầu có những cái biến chuyển. Và đồng thời là bên ngoài á, mua 6 đến 12 tháng. Tóm lại là đừng có dính đến những cái bệnh mãn tính. Tìm những người kinh doanh đi các chị em ơi. Tìm người kinh doanh đi rồi bắt đầu người ta kinh doanh thôi. Rồi ôi, tại sao ngoài kia có đầy người khỏe không đụng vào, cứ động người ốm thế? Người ta tư vấn, người ta là tư vấn viên, người ta bị. À, người ta là tư vấn viên. Tư vấn viên là bản thân người ta bị luôn à? Ừ, người ta bị á, ừ. À, thế tốt rồi. Thế thì không sao. Bảo người ta cứ uống 3 tháng trước đi. Người ta chưa kinh doanh, người dùng á. À rồi, hiểu rồi. À, cho thêm cái gì nhờ, cho thêm cái, mua thêm cái, gì đây tự nhiên quên, dầu balsam ạ. Bôi. Nhớ nhá, dầu balsam khi mà bôi nhiều một thời gian dài nó sẽ gây khô, và khô nó lại ngứa hơn, cho nên là nhớ thủ sẵn luôn cả cái này này, không cần phải repair không ăn thua đâu, repair càng làm cho cái bệnh toàn thân. Đúng rồi, cái dưỡng ẩm này nó khô, còn em mà em dùng repair với balsam lộn xộn xong hở nó còn gây khó chịu hơn. Đó, dưỡng ẩm toàn thân rồi. Sẽ dùng bộ ba thanh lọc pho 4 siêu vitamin, dầu băm sam và dưỡng ẩm toàn thân. Còn sót nhiều không ta? Còn Sopben Bolai. Sopben. Chị ơi, với thêm một việc nữa là những cái người bị đấy là ở trong các phòng thuốc ấy, người ta sẽ có bán cái xà phòng dành riêng cho những người đấy. Mà nó bên ngoài nó ghi là ghẻ mụn với tràm ấy. Em cũng có một đợt em phải tắm cái đấy đấy. Nhục lắm. Tự nhiên mỗi lần cầm cái xà phòng lên ghi chữ ghẻ mụn, tại vì tại vì nếu mà mình tiếp tục tắm bằng những cái xà phòng kia nó sẽ làm cho cái tình trạng nó nặng hơn. Mình tắm cái này xong nhá, nó vẫn có một cái tuýp bôi của bác sĩ, vẫn cứ phải bôi. Tại vì trong mấy cái tháng đầu á nó khó chịu lắm. Tại đã là tràm, đã là ngứa, nó rất là khó chịu thì mình phải kết hợp như thế. Xong đến khi bên trong cơ thể mình nó ngon rồi á, mình mới bỏ dần. Ok. Đã, bên đấy đông vui nhỉ. Bây giờ đang có hai trại đúng không? Trại nhà chị Lệ với trại nhà chị Kết. Đúng rồi. Chị Nga ơi, em hỏi xíu. Ừ, em hỏi đi.
Ê, cho em hỏi cái người mà bị gan á, mà họ hay nổi mề đay lúc mà trời lạnh hoặc là khi tắm xong á, ngứa gãi tùm lum á, thì lúc đó mình có thể cho người ta dùng dầu balsam để massage được không? À đấy, trường hợp này giống hệt chị thôi, ngày nào chị chả bị. À, thế hả? Ừ. Chị có thể ngứa bất kể nguyên nhân gì, từ căng thẳng thần kinh cho đến thay đổi thời tiết cho đến khó chịu. Mà những lúc này á, là em sẽ dùng dầu balsam đúng không? Dầu balsam xong nó sẽ bị khô như chị vừa nói đấy. Khi mà dùng khoảng vài ngày thì nó rất là ngon. Khi mà em dùng khoảng 2 tuần liên tiếp trở lên, nó sẽ bị khô cái lớp da đấy. Bởi vì nó dầu balsam nó có khả năng tái tạo. Nó khô xong nó bong ra ấy, là nó còn khó chịu hơn gấp 1 tỷ lần. Thế cho nên là phải thủ sẵn cái dưỡng ẩm rồi này nhá. Sau khi bôi dầu balsam xong á, một lúc sau nó khô rồi thì bắt đầu em bôi dưỡng ẩm lên cho nó dịu. À trên cái mề đay đấy. Và những người mà bị như thế là cái gan của họ có vấn đề đấy. Ngày xưa bác sĩ bảo chị bảo là gan chị đi khám còn chẳng có vấn đề gì cơ. Thế thì mình phải cho họ dùng cái bộ thanh lọc đầy đủ á. Nếu dùng không đầy đủ là họ vẫn ngứa nhá, bởi vì mình phải cho họ thanh lọc từ trong nhân đến giữa tế bào, đến khoảng không gian bên ngoài tế bào, đến đẩy ra bên ngoài là phải có formula 4 bộ ba thanh lọc và soft band luôn á. Đấy, bây giờ chị có còn ngứa không? Chị bây giờ chị bớt ngứa được khoảng 80%, vẫn còn. Chị nghĩ rằng chị chắc phải dùng vài năm. Ok chị. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Ok. Em nói đi. Ok, ví dụ người mà bị da kiểu như da rắn ấy. Hiểu. Da rắn ấy thì nó chỉ là bệnh ngoài da ấy. Thì em cho bôi balsam xong nó sẽ có cái xu hướng bong cái da rắn đấy ra. Thì em phải có thêm cái này này. Có thêm cái dưỡng thể á. Dưỡng thể này rất là rẻ, có 209 thôi nhá, nghìn thôi các bạn nhá. Mà dùng sướng cực kỳ, không bị rít đâu. Không bị như kiểu bị ẩm, bị rít đâu. Nó rất là khô thoáng lỗ chân lông. Rất là sướng. Những người bị da rắn. Và đồng thời những người bị da rắn em phải cho người ta tăng độ ẩm lên Phương Quỳnh ạ. Bằng cách là hỏi người ta có điều kiện không, ít nhất là béo nhất cũng phải dùng Beauty Box. Còn nếu mà người ta có điều kiện hơn thì mình sẽ cho dùng Beauty Box cộng với Vita Zecmanium. Được chưa em? Được ạ. Ok. À, còn một tí nữa. Những cái người mà giống như da rắn ra như thế đấy, em cứ cho dùng người ta dùng thêm formula nhá. Chưa cần phải dùng đến cái bộ thanh lọc đầy đủ đâu, mà em cho người ta dùng thêm formula để nó giúp mà căn chỉnh lại cái tế bào ấy. Phương Quỳnh nhá, ba món đấy. Formula Beauty Box và Vita Zecmanium. Có điều kiện thì dùng 2 viên Vita, còn nếu không có điều kiện thì dùng 1 viên thôi một ngày. Là còn câu hỏi gì về sản phẩm nữa không ạ? Về sản phẩm đắt hàng nhờ. Có một sự thật là nãy giờ nghe thấy toàn là thấy có bệnh thôi. Các chị em nên nhớ này. Thứ nhất là chúng ta sẽ theo cái nguyên tắc là thanh lọc năng lượng cân bằng. Nãy giờ khi Anna tư vấn á, Anna có record lại cái này, Anna sẽ chuyển lại cho các bạn. Thực ra khi các bạn nghe lại, các bạn sẽ phát hiện ra là tôi luôn luôn đưa sản phẩm dựa theo cái nguyên tắc là thanh lọc năng lượng cân bằng. Nhưng ai mà bị yếu á thì mình phải cho năng lượng trước rồi mình mới cho thanh lọc. Năng lượng cân bằng trước rồi mình mới cho thanh lọc. Nhưng ai mà ví dụ như độ tuổi mà bị nhiều, mà độ tuổi trẻ trẻ thì mình có thể cho họ sử dụng. Và sự thực thì mình sẽ cần phải gì nhỉ? Cần phải những người mà bị nhiều bệnh á, cần biến họ thành tư vấn viên. Họ mới dành thời gian họ nghe, họ hiểu, họ thấm dần dần, họ có niềm tin. Và với những người mà bị bệnh nặng như vậy á, thì các bạn có thể cho nghe thêm một số những cái video của bác Phạm Hữu Minh á, có liên quan đến cái sản phẩm của mình, để cho họ tăng cái niềm tin. Vì khi cái niềm tin nó tăng lên thì tự động rằng người ta sẽ có những cái biến chuyển. Thế còn chúng ta kinh doanh, chúng ta muốn đi nhanh, sáng nay vừa đào tạo về làm nào để mà phát triển nhanh được, mà mình cứ bệnh tật như này là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tiến độ của mình. Tức là mình hữu duyên thì mình vẫn chia sẻ, mà chỉ thế thôi nhá. Đừng có hấp dẫn nhá, clean hết đi. Mình hấp dẫn những người khỏe mạnh xung quanh mình. Đó. Thế còn khi mà mình có duyên thì mình chia sẻ với ai thì mình vẫn chia sẻ, chứ mình cũng không chủ đích, thế là được rồi. Dạ. Nếu mà chúng ta đã hết câu hỏi thì Anna xin dừng cái buổi giải đáp về sản phẩm ở đây. Anna mong rằng là cái buổi này đã phần nào giải tỏa được cho một số anh chị em một số thắc mắc. Còn việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ học cái video mà 2 tiếng về sản phẩm. Sau đó rồi thì bạn nào mà thuộc nhóm đào sâu có thể nghe thêm các video của anh Phạm Hữu Minh. Còn bạn nào mà thuộc nhóm máu kinh doanh thì các bạn chỉ cần học cái video 2 tiếng đấy là đủ. Sau đó rồi các bạn giống như Anna chỉ bán có đúng 2 nhóm thôi. Nhóm số 1
là những thứ thuộc về tăng cường năng lực hoạt động như là Neurovision, siêu vitamin, Formula 4 và Vita Z Magnium. Đấy là nhóm số 1. Nhóm số 2 là những sản phẩm để mà thải độc đầy đủ. Là lúc nào tôi cũng có bộ ba thanh lọc, Formula 4 và Shop End. Đấy, có mỗi thế thôi. Còn lại ai mà rụng tóc thì uống thêm tóc, ai mà muốn da mặt hồng hào thì uống thêm sắt gì gì đó. Anna chỉ bán đúng những thứ đấy thôi, chả có cái gì hơn cả. Và protein, rồi gì nữa, dùng bộ kem kim cương. Đấy, những thứ đấy là mình phải có. Uống protein thay cho một bữa ăn giống như chị Thanh Trúc mà ăn chay là chị phải có protein nhá. Không có không được đâu. Để em bật mic cho chị. Ăn chay mà uống cái gì yo cái đó mà 14 gói. À, yogurt ấy là nó đốt mỡ, chị có mập không? Không. Ừ, thế thì khỏi uống yogurt, uống cái này rẻ hơn. Rẻ hơn mà dễ uống hơn. Được. Em là ăn sáng em phải uống cái này đấy, chứ ăn sáng nó không đủ đâu. Nhưng mà sao như cơ thể chị nó cũng không có đói, bây giờ ăn được không ăn cũng được. Ăn... Tại vì mình ăn chay nhiều nó thế đấy chị. Nên chị cũng ăn. Nhưng mà mình không thể đủ chất được nếu mình như thế, mình biết thừa mà. Chị ăn các loại hạt, chị ăn các loại hạt. Ăn các loại hạt tốt, ăn các loại hạt thì mà nó dương nhiều. Thế bây giờ mình dùng sản phẩm này mình có thể bớt xuống cho đỡ đầy bụng nhá. Mất công mình phải tiêu hóa nó. Rồi ạ. Đấy là những thứ mà mình cần phải có. Thì anh chị em sắm cho mình những cái thứ đầy đủ. À, tôi còn dùng thêm cái này nữa. Tôi thích cái này lắm. Bây giờ tôi tần nhỏ nó vào nước để uống thôi. Vì nó rẻ mà. Nhỏ có một ống vào cả một chai nước bự uống. Sướng. Có em. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình của chúng ta, đào tạo của chúng ta vào buổi tối. Và Anna, thông qua đây Anna muốn nhắn đến các